I
Em đi lồm đi rồi em vẫn mỡ tị bình thường nữa hả Nguyệt? Ừ. Hồi họ tới ví dụ như không có rồi đã. Nói cho mấy người trẻ họ để ý gì em chưa? Họ tới nơi chỗ em. Sao mà chị Nguyệt? Mấy tháng rồi? 3 tuần rằng lên được 2 tháng, ít nhất phải 2 tháng uống nước dứa nhiều vô. Ra má nữa. Đừng có